Xin chào tất cả các bạn, và bây giờ là khoảng 3 rưỡi chiều của ngày Chủ nhật. Và hôm nay mình muốn thử thách mình làm ra một cái series mới. Thay vì ngồi mãi trong căn phòng này mà suốt ngày làm về vlog cũng như là chỉ cho các bạn các tip, và hôm nay mình sẽ làm hẳn một cái series mới, đó chính là series đi ăn. Và mọi người hãy cùng đón chờ mình xem series đầu tiên này của mình sẽ là đi ăn cái gì nhé. Và hiện tại thì mình đang ở quán Domino Pizza, và bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đi vào trong để order những món bánh có tên Mexico. Tất cả đều xem menu nhé. Và cuối cùng cũng đã có đoan luôn rồi. Và ở đây thì mình gọi 2 chiếc pizza và một phần gà. Và mình sẽ gọi thêm một cái chai Coca to để uống cho nó đỡ bị thèm thuồng các bạn. Ok, và bây giờ chúng ta cùng tiến hành ăn. Và hiện tại thì mình đang rất là đói và mình sẽ ăn luôn. Mình sẽ mở hộp từng cái để mình ăn luôn. Và đây là một phần gà phô mai. Ở đây thì có hai góc đá. Và ở đây thì là một 2 chiếc pizza. Wow, thì đây nếu như mình không nhầm thì nó là một cái pizza vị gà phô mai. Còn đây là một chiếc pizza vị bò với cả tôm thì vậy. Và các bạn thì thấy là đây là mình sẽ gọi size medium và đế là đế vừa. Và bây giờ mình và các bạn sẽ cùng ăn hết tất cả những món đồ này. Và hiện tại thì mình sẽ ăn cái phần gà này trước. Mình sẽ ăn thử một miếng trước. Và bây giờ mình sẽ review cho các bạn cái miếng gà này. Và cái miếng gà này mà mình ăn được miếng đầu tiên thì các bạn sẽ cảm nhận được một cái vị thơm của gà, cũng như là một cái vị ngậy ngậy của phô mai. Nhưng mà tuy nhiên các bạn ăn thì cái miếng gà này thực sự nó rất là mềm. Cái nhất là nó rất là mềm, cái thứ hai là nó không hề có chút mỡ gà hoặc là một chút gì đó gọi là của da gà. Và mình đánh giá xuất sắc về cái món gà này. Ok, và các bạn thấy là cái pizza này nó sẽ có thêm ở đây là nó sẽ đầu tiên đó chính là một cái lớp phô mai để được bao phủ hoàn toàn chiếc bánh. Và một chút, nếu như mình không nhầm thì đây là một chút ớt đỏ và có một chút bò vụn, bò mà các bạn hay ăn trong cái mì spaghetti ấy. Và một ở đây là có hai loại phô mai, đó chính là một là cái phô mai mozzarella, hai là cái sốt phô mai. Và ở đây là có một con tôm. Thực ra thì đây nó có rất nhiều tôm nhé. Hiện tâm là Domino's nó không ăn mất tôm của các bạn đâu. Giờ mình sẽ ăn thử cái miếng pizza này. Khi mà các bạn ăn thì các bạn có thể thấy là cái phần nền của cái bánh đó chính là một lớp sốt cà chua. Ăn vào thì nó khá là thơm. Và bây giờ mình sẽ nó có bò. Ăn vào trong miệng ấy, thì cái vị phô mai nó lan vào trong miệng, nó rất là thơm. Và nó có phần bò ăn vào thì nó sẽ cũng dậy mùi bò đấy, nó cũng thơm. Thơm mùi bò nướng. Về cái đế bánh thì ăn nó rất là mềm, nó không bị cứng quá hay là bị giòn quá. Khi mà các bạn ăn đến phần thịt thì thực sự là thì rất là nice, rất là xuất sắc. Khi mà các bạn ăn pizza mà uống một thứ gì đó có gà như là Coca thì mình thấy thực sự là rất là xuất sắc, nghe rất là ngon luôn. Mình khuyến khích các bạn khi mà ăn pizza hay ăn gà rán thì nên gọi thêm Coca để uống. Bây giờ thì mình sẽ để pizza sang một bên và mình sẽ review cho mọi người cái pizza tiếp theo, và chúng ta cái pizza gà phô mai. Và các bạn có thể thấy là pizza ở Domino size medium thì nó gồm 6 miếng. Mình sẽ lấy một miếng để ăn thử. Khi gọi pizza đó là phô mai thôi này. Không thể thiếu phô mai ở trên chiếc bánh pizza được. Và trên chiếc bánh pizza này thì có ớt đỏ và phô mai và gà. Nếu mình nhìn sơ qua thì nó chỉ có thế. Và bây giờ mình sẽ ăn thử. Cái pizza này thì gọi thì chúng ta thì đúng đây đúng là hai cái loại pizza là nhiều gai nhất ở đây. Đây là mình ăn vào thì thấy nó rất là ngon. Cái pizza gà phô mai này và cái pizza bò này thì thực sự nó khác hoàn toàn nhau. Cái lớp pizza bò này các bạn sẽ có một lớp sốt cà chua ở dưới. Khi mà các bạn ăn thì các bạn sẽ thấy nó có một cái vị chua nhất định. Nhưng mà đối với cái pizza gà phô mai này thì thực sự ăn rất là ngon. Nó không hề có một chút vị gọi là vị
chua hay là vị mặn, mà là nó ăn rất là vừa vừa tầm. Và vị phô mai của nó thì thực sự thì nó cũng rất là đều trong miệng của mình. Và đế bánh thì nó cũng như đế bánh bên này thôi, nhưng mà tuy nhiên là cái này không có sốt. Cái này không có sốt thì là các bạn ăn thì các bạn sẽ cảm nhận được một cái vị nó mềm hơn, nó giòn hơn. Và bây giờ thì mình sẽ ăn thử cái miếng pizza gà phô mai này với cả một chút lông cà xem là nó sẽ có một cái vị như nào. Thì thực chất thì nói thật với các bạn, mình thì thực chất mình ăn mấy cái pizza hay ăn cà cà xê thì mình thường hay không ai chấm, mình thường gọi ra và ăn luôn. Và bây giờ mình sẽ ăn thêm một chút sữa cà chua ở đây. Wow, thực sự là bạn ăn thịt cà chua vào nhé, nó sẽ bớt được cái vị ngấy của phô mai đi. Và nó thơm được nên là cái vị cháy của cái bánh. Mình không hiểu tại sao khi mà mình ăn không có cà chua thì lại không được thơm được vị cháy. Mà mình cho lên cà chua vào thì nó sẽ thơm được cái vị cháy của chiếc bánh này. Và thực sự ăn rất là ngon. Và mình khuyến khích các bạn nên cho thêm một chút cà chua vào để ăn với cà pizza, giúp các bạn không bị ngấy khi mà các bạn ăn cùng với bánh. Mình nên recommend cho mọi người tất cả những món pizza ở đây, nó rất là ngon. Mà các bạn nên thử, ok. Và mình đoán xong thì nó đấy nhở. Và mình sẽ nghĩ là mình sẽ ăn một vài hôm để cho nó bớt béo đi. Và cái chỗ này thực sự là nó rất là ngon. Và mình cái không gian ở đây thì thực sự rất là đẹp. Và mình khuyến khích các bạn nên đi ăn đây cùng với gia đình, bạn bè và người thân. Và đây cũng là cái video đầu tiên mình về cái series đồ này. Thế nhưng mà các bạn nếu thấy hay thì các bạn đừng quên like, share và subscribe channel của mình để mình là có thể có thêm động lực làm những video tiếp theo. Và các bạn nhớ là đừng quên bấm subscribe và bấm nút chuông bên cạnh để có thể nhận được thông báo có khi là mình up video mới lên. Và hẹn các bạn tất cả các bạn ở trong những video tiếp theo.